đây. Chú đang xào món gì vậy chú ơi? Đây là bún xào thập cẩm. Đây là bún xào thập cẩm các bạn. Đánh vô gia vị cũng rất là điêu nghề, không cần phải định lượng giống như những quán khác các bạn, cũng làm rất là lâu năm rồi. À, đồ ăn làm rất là nhanh, rất là nóng nha các bạn. Một phần đó là bao nhiêu tiền chị ha? Cái này cũng 50 luôn. 50 ngàn một phần. Dạ đúng rồi. Nhưng mà một phần lớn là 100 đúng không chị? Dạ lớn là 100, 120, 150 là tùy khách ăn thôi. Đúng rồi. À, giá chị ơi, rồi. Rồi. Từ chợ Gò Vấp hướng về phía đi đường Nguyễn Thái Sơn hướng về phía công viên cây xanh thì khoảng 20 mét thôi, chúng ta sẽ thấy quán mì xào giòn Ake là bán từ năm 1984 nha các bạn, 84-83. Quán mì xào giòn ngon nhất chợ Gò Vấp đây, các bạn có thể thấy khách rất là đông rồi, khách chờ mua về cũng đây là quán mì xào giòn Ake rất là nổi tiếng, bán mấy chục năm rồi tại chợ Gò Vấp rồi các bạn. Các bạn có thể thấy đây là quán mì xào giòn Ake, chỉ là một không gian nhỏ thôi nhưng mà rất là đông khách. Thực đơn ở đây gồm những cái món chính là mì xào giòn đó các bạn, hủ tiếu xào, bún xào thập cẩm, nuôi, tôm, bò và gà nữa, gà chiên bơ và gà chiên nước mắm nha các bạn. Nhưng mà ở đây cũng có những cái món như bao tử này, gan cọp nè, thì giá khoảng là từ 50-55 trở lên nha các bạn. Đây, đầu bếp đang xào mì. Chú Mạnh Hữu Thuận đứng gần mình là chủ quán nha các bạn. Anh đội mũ là đầu bếp. Các bạn có thể thấy. Đây là một phần cái cách mang về. Cái mì này là mì gì vậy ạ? Mì xào giòn. Mì xào giòn bao nhiêu hàng vậy? 50 là gì? Còn cái này là mì gì? Cái đó hủ tiếu. Hủ tiếu. Cái đó là hủ tiếu xào. Cái đó 100 ngàn. Cái này là mì sòng bèn cũng 100 ngàn luôn. Đây là quầy tủ để gia vị từ thịt đến tôm đến gan cộng tất cả các kiểu, và đây là mì xào giòn nè các bạn. Đây chú đang xào nhân hải sản và lẩu. Đây là mì xào mềm. Dạ cái này là mì xào mềm. Bình diện thế này là giá 100 ngàn các bạn. Xào 3 cái hộp đúng không? Thì hải sản được xào với rau, thịt rất là to. Sốc chảo lửa bay, chảo rất nóng rất khói các bạn.
nhỏ nhưng mà rất là người đông phụ nha các bạn. Chỉ có hai người nấu thôi mà rất là nhiều người phụ. Bếp được nấu với nhiệt độ rất là cao và lửa rất là mạnh. Bạn có thể thấy đó. Quán mì Sài Gòn AK ngay chợ Gò Vấp, bán tại tại chợ Gò Vấp đã được 34 năm rồi các bạn, từ năm 1983. Nhưng mà lúc trước là bán tại nhà, và vị trí đó là vị trí mới bán từ năm 1991 nha các bạn. Rất là đông, các bạn có thể thấy giá từ 50.000 cho đến 100.000, nhưng mà rất là đông. Bếp phụ trong nhà thường để chiên gà các bạn. Đây là cơm. Cái đồ đã ngoài bếp ở đây là. Tôi làm ở đây là mười mấy năm rồi. Bếp cũng mười mấy năm. Đây là. Đây có con thịt chiên rồi luôn này các bạn. Con chiên gà. Con chiên để gà lên. Đây là những thực phẩm cho món cơm và món mì này, trứng nè. Tôm nè. Cơm chiên có thể đủ các loại cơm chiên. Cơm á. Các bạn. Đó. Đây là ông chủ đang múa chảo nè các bạn. Một cái giá rất là to và đang sóc chảo cho lửa lên. Bây giờ bán thẻ chiến rồi, không còn thịt cơ nữa. Chú quán bự lắm. Chú ơi, bán món đặc sản của mình là món gì chú? Mì xào giòn với xào không dương châu. Mì xào giòn với lại hủ tiếu xào với cơm Diên Châu là đặc sản ở đây nha các bạn. Đây, chú đang múa chảo nè các bạn có thể nhìn lại một lần nữa. Tỏi và gia vị được cho vào trong chảo luôn. Và rau. Chính mày không? Hỏi đây rồi, ăn đi. Nhưng mà mình đã rất là no rồi nên mình không có ăn. Tiếc quá. Đó, cách nêm gia vị của chúng mình rất là nhanh, rất là chính xác. Tại vì chú làm rất là lâu năm rồi. Rồi, đây đầu bếp đang làm món gì đây anh? Nuôi bò lúc lắc. Nuôi bò lúc lắc nha các bạn.
rau, tỏi. Lấy sẽ ghé tủ gia vị và lấy nuôi và món bò để làm món lúc lắc các bạn. Là các bạn thấy chảo rất là nóng, lửa rất là to. Cùng đồng tác rất là quen thuộc, rất là nhiều nhiều các bạn. Anh sẽ đổ nuôi ra trước. Rất là lửa rất là to, ốc nghi ngút, nhìn rất là thích mắt nha các bạn. Rồi bò đã được bỏ vào trong chảo. Cái món nuôi xà bò lúc lắc là bao nhiêu tiền cô? 60 ngàn. Vậy này là 60 ngàn nha các bạn. Chủ quán mì Ake nè các bạn, mì xào giòn Ake ngay chợ Gò Vấp. Chú ơi, tại sao quán mì tên là mì Ake chú? Tôi tên Ake, tên anh Tiến Tiều, Tiều Châu. À dạ, người Tiều Châu tên Ake à. Rồi, con cảm ơn chú nhiều ạ. Còn nhà, những bếp trong nhà là làm gia vị và một tủ đựng gia vị và thức ăn. Thì các bạn có thể thấy khách rất là đông. Đây là quán mì Ake, đặt tên tên theo tên của chú chủ quán là người gốc Triều, là người gốc Hoa nha các bạn. Quán mì xào giòn Ake, mì xào mềm và cải cơm Dương Châu nổi tiếng chợ Gò Vấp nha các bạn. Các bạn phỏng vấn khách quen của quán. Em chào anh chị ạ. Cho em hỏi là anh với chị là có hay tới quán này không ạ? Mình ăn ở đây được bao nhiêu năm rồi? Khoảng bao nhiêu năm chị còn nhớ không ạ? 4-5 năm rồi ạ. Mình đang ăn là món gì ạ? Mì xào giòn ạ. Chị thấy chị cho em biết là cái cảm giác ăn cái món ở đây như thế nào ạ? Ngon ạ. Ngon mà nóng đúng không chị ha? Bây giờ chị còn đang là mua về cho người thân nữa phải không ạ? Dạ. Chị ơi, chị cho em hỏi là cái giá mì xào giòn ở đây chị thấy như thế nào? Có hợp lý không ạ? Dạ rồi, em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Đây là cơm chiên Dương Châu nè các bạn. Hai anh bạn trẻ tới quán mì Ake ăn. Đây, thì các bạn có thể thấy hết khách rất là đông. Đây, nhân viên đang mang đồ ăn ra cho khách. Chị ơi, em chào chị và anh. Em hỏi là mình ăn ở đây được bao lâu rồi? Em ăn đây được mấy năm rồi. Là khoảng mấy năm ạ? Khoảng gần 3 năm rồi. Chị thấy cái mì, chị hay ăn món gì ở đây ạ? Chị em hay ăn món mì xào thập cẩm với lại bò lúc lắc. Dạ, chị thấy mì xào thập cẩm với là bò lúc lắc ở đây giá so với nơi khác thế nào? Nói chung là rẻ cũng làm ok, thường dân, nhưng mà cái chất lượng đó thì nói chung là nhà mình rất là thấy chất lượng nhà mình chấp nhận được mà ngon nóng đúng không chị? Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Cơm bò này bao nhiêu một dĩa chị ạ? Cơm bò 55 ngàn. Này là 55 ngàn. Con này 65 ngàn. Cơm này là 65 ngàn. Có khoai tây là thêm 10 ngàn hả cô? Em ơi, cái cơm bò lúc đó là của bạn của Lễ Minh nha, mà có ngay không có rồi. Đây, nhân viên đang mang cơm bò và cơm xào bò khoai tây cho khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôm rang bột ở đây là tôm rang bột của khách vừa mới gọi, bà chủ đang bê cho khách này các bạn. Cái dĩa em đang ăn là dĩa gì em? Ăn cơm bò khoai. Cơm bò xào với khoai tây. Xào với khoai tây. Dĩa là bao nhiêu tiền em? Là 60. Có 65 nghìn. Em ăn ở đây lâu chưa em ơi? Ăn mấy 7-8 năm rồi. Em thấy ở đây em ăn em thấy thế nào? Dạ ngon. Rồi anh cảm ơn em nhiều nhé.